Từ độ ông giáo hương ngày chuyển trường đến ngôi nhà này, xem ý bà con trong thôn cầu làng Mỗ Xá, có thể nói cả làng Mỗ Xá, bà thôn đều tắt hẳn những chập chờn sợ hãi, nhất là về đêm. Người thì nói nhờ có đám học trò qua lại ổn á, người thì nói ông giáo là người chính trực nghiêm trang, người thì nói trong nhà đầy những kinh sách thánh nhân nên những mẹ danh cô hồn dạt đi hết, làm gì còn dám lần quất vất vườn trong vùng làng quấy nhiễu như trước. Cách đây quãng gần bốn mươi năm, ngôi nhà này vẫn có chủ, một dinh cờ trù phú thuộc loại thứ nhất thứ hai trong làng. Ngôi nhà của dòng họ Trần. Họ Trần trong làng này xưa là một dòng họ khoa cử quan to quan nhỏ mấy đời nối tiếp phán luận là cháu đích tôn của dòng họ và cũng là chủ cuối cùng của dinh cơ này. Phán luận là một tay lãng tử ăn chơi khét tiếng, năm thê bảy thiếp, tổ tôm, rượu chè, cô đầu, thuốc phiện, thôi thì đủ ngón. Sau khi đã phá tán hết ruộng nương, hương hỏa và vì nguyên nhân nào nữa không biết, cả gia đình siêu giạt nơi đầu cũng chẳng mấy ai biết người đi cảnh vật còn đây hắt hiu hoang vắng cả một quy mô nhà ngang dãy dọc đã sụp đổ tản lụi qua những trận bão mùa hàng năm phá phách đến bây giờ chỉ còn một ngôi nhà ngói ba gian hai trái nằm giữa một khoảnh vườn rộng xung quanh rậm rạp lời qua tiếng lại một đồn mười cứ vào quãng mặt trời xuống núi lối đi trong làng gần nhọ mặt người trong vườn hoang dại có mùi đốt rẻ khen khét người ta bảo đó là mùi mà thổi cơm chập tối một cái người ta còn nghe được tiếng xì xào chuyện thầm thì trong khu vườn có lúc đến hết canh hai người làng có việc phải đi qua con đường phía nam cạnh vườn đều nghe thấy chỉ một người đi thì càng nghe rõ hầu hết là tiếng đàn bà nếu dăm bảy người cùng đi, tiếng động chân to lại chẳng nghe thấy gì hết. Những người yếu bóng vía, nhất là đàn bà trẻ con, chỉ nghe người khác kể lại cũng sờn gầy ốc, buồn rùn cả người. Quả như vậy, những người ở gần đấy nói về đêm, tâm gà gáy lần thứ nhất, chó của mọi nhà đều chó mõm về phía vườn, sủa nhúc nhắc cho đến tảng sáng. Lần theo tiếng chó, họ thấy rõ ràng có bóng người thấp thoáng bên gốc cây roi sát đầu hồi bên phải. Có lúc một, có lúc hai, có lúc đến ba bốn. Những lúc ấy, chó sủa dữ dội nhất. Những người bạo gan hiếu kỳ, trong số đó có cả ba uồng cũng đã được mục kích. Một đêm cuối tháng 9, đang có mưa rơi. Ông Ba Uông cùng người nhà lặng lặng lần đến sát bên vườn chờ đợi nghe ngóng mấy người ngồi từ đầu giờ tuất đến đầu giờ tí không thấy động tĩnh ông ba uông đã nản nghĩ rằng sự có mặt của người trần mấy khi mà dám hiền hiện nhưng từ lúc có tiếng gà nhãi đó cất tiếng gáy quả nhiên bóng mà xuất hiện ông ba uông tận mắt nhìn thấy hai người con gái rõ ràng một người rong ròng ăn mặc dáng thị thành còn người kia thấp hơn đội khăn mỏ quạ ăn mặc dáng quê cả hai tụm đầu vào nhau khóc dưới bóng trăng xuồng hạ tuần. Phía ngoài cây roi chừng vài ba nhàng chân. Khoảnh vườn cô hồn này, ông ba uông rất bận tâm, nhưng ngày một xa lánh. Nhân một hôm ngồi uống trà với ông giáo hương ngài, ông ba uông kể lại chuyện này mà không có ngụ ý gì hết. Nghe hết đầu cuối xong, ông giáo hương ngài vẫn điềm nhiên. Ông ba uông có ba con trai còn nhỏ, Ông muốn nuôi thầy cho chúng được học thông văn tự rồi mới theo học quốc ngữ để khi trưởng thành khỏi thất thố với nghi lễ tổ tiên thần Phật. Mặc dù chủ nhà và thầy giáo hợp ý nhau, nhưng ông giáo chẳng khi nào kể chuyện về thân thế cùng những điều uẩn khúc đời mình. Ông cũng thuộc dòng dõi khoa cử vùng chân sóng xứ Nam. Làng ông lại là một làng hiếu học nhất vùng ông là con trai thứ của cụ ấm họ phan làng hương ngải học tài nhưng số phận bắt phải dừng lại trước ngưỡng cửa tam trường ông ngắn ngầm thân phận học không thành danh không đạt ông cất bước ra đi đây đó lấy nghề dạy học làm khuây khỏa nghề thuốc gia truyền để duy trì lòng nhân ái của tổ tiên tạo dựng không mong dư dật không khước từ nghèo hèn ông giáo hương ngải đến dạy học tại nhà này cũng đã qua dăm sáu nơi khác. Nơi nào ông cũng được trọng vọng. Cái thời buổi chữ Hán không còn chỗ tranh đua thi cử, nên sự vời đón thầy nơi nào cũng giống như đây. Và chẳng cũng rất phù hợp với sự rộng bước ngao du của ông giáo. Ở đây, mới chưa được một năm, chẳng những người của ba thôn trong làng, mà cả đến mấy làng lân cận như Cốc Lâm, Quan Đài, Vĩnh Thuận, đưa con đến học ngày một đồng số học trò có đến bốn năm chục. Trường lớp mỗi ngày một chật trội khiến thầy giáo băn khoăn, chủ nhà cũng băn khoăn, tùy chưa ai ngỏ ý với nhau một điều về việc này. Năm nay, xem ra thời tiết chuyển mùa có phần sớm hơn mọi năm. Mấy cây gạo bên miếu văn chỉ thôn cầu đã tắt hoa, cao làng đã tung hương từ mờ sáng, cảnh cao đón tiếng tù hú xa gần sổ rộng vào hè những bãi ngô quanh làng vừa tuổi bế em đang chung góp màu xanh đòi nhuộm gió mùa. Ông giáo hương ngài đã lấy ra chiếc quạt thè sẫm màu hoa quỳ, ngả non màu cánh chuệt đầy mùi năm cũ, đập đập khẽ rũ những hạt bụi nhỏ trong nếp gấp. Nhà hẹp, thầy trò đều nhược người vì nóng. Ông giáo đã phân chia thành hai buổi học, một sáng một chiều, để trường lớp được thoáng đẳng ông bà uông càng thấy không đành lòng khi nhìn thầy giáo ngồi giữa đám học trò vây quanh trên trán thầy giáo vã mồ hôi ròng ròng tấm áo cánh lụa của thầy đã ướt lưng ông bà uông pha trà mời thầy giáo nghỉ ngơi giải nhiệt chủ nhà thầy giáo vừa uống trà vừa phàn nàn về nóng bức ấm trà đã tàn quạt đã ráo mồ hôi Đột nhiên ông Ba Uông được ông giáo hỏi đến khu vườn dạo trước được nghe mình kể chuyện. Ông Ba Uông không nghĩ ông giáo đã để tâm đến chuyện đó. Ông giáo liền hỏi thêm xem nơi ấy có xa lắm không. Ông Ba Uông cho biết cũng chỉ cách nhà một quãng thôi. Ông giáo ngỏ ý thêm rằng học trò đông, nhà làm ăn lại ngày mùa, nghĩ thấy bất tiện, muốn chuyển chỗ dạy học cho được yên tĩnh ông bà uông mừng trong lòng nó hợp với ý của ông từ lâu ông muốn như vậy song chưa dám nói ra ngại ông giáo lại để bụng thế này thế khác ông bà uông thêm phần kính nể ý định của ông giáo một bậc nho gia trung chính bỏ ngoài tai những chuyện mà mãnh trều quấy cả hai người cùng trong một nhà sớm tối vẫn thường cùng mâm ăn chẳng mấy lúc không chuyện trò vui vẻ nhưng cũng lại có ít nhiều xa lạ chen vào bởi quý nề, bởi tôn trọng lẫn nhau. Sau bữa cơm trưa, ông giáo muốn được ông Ba Uông dẫn đi thăm vườn, thăm nhà ngay để khỏi trễ buổi học chiều. Ít bữa sau, gia chủ biện một lễ hương đăng hoa quả, ông giáo hương ngài đứng cúng thần linh thổ địa xin khai quang. Tiếp sau là một số người nhà ông Ba Uông cùng một số học trò lớn rào cuốc phát rậm chặt cây dãy cỏ trước sự hiện diện của ông giáo. Vườn nhà sau vài buổi ra sức đã trở nên quang quẻ sạch sẽ. Ông giáo đã chuyển trường tới đây, ngày ngày hai lần về nhà chủ cơm nước. Đường làng kề bên vườn bấy lâu không giấu chân qua lại, nay đã thành thang lối đi chẳng còn ai nghĩ đến chuyện ma quái cô hồn. Một dinh cơ hoang vắng là thế, này đã nhộn nhịp. Sớm chiều hai buổi, tiếng thầy trò kinh sử. Hè qua, viêm nhiệt lui dần. Mưa đầu ngầu luôn lưu giọt trên mũi ngói, trên cây lá quanh vườn. Những dòng chảy ngổn ngang trên kẽ gạch, gió hiu hắt một mùa gợi nhớ tiếng cuốc vãn cành lẽo đẽo chân lũy che xa vọng lại khiến lòng người bất đắc chí trồng chất ưu tư đêm nay rằm tháng bảy ông giáo hương ngài ăn tết xá tội vòng nhân với chủ nhà rượu vài tuần lần lần đội trăng xuông tàn bước về trường chạnh nhớ miền chân sóng xa mỏi bên đội đèn dầu ve khều hài bức, ông giáo ngồi chấm bài lời thánh nhân ký trong nét chữ của học trò còn lệch dòng, hụt nét. Giữa lúc ông đang chăm chú khuyên phê, khí thu trộm nhiễm vào nhà, ngọn đèn gió bẻ lửa, gãy xanh lẻ, vật qua vật lại, chập chờn đòi tắt. Ông giáo kịp đưa tay che gió, bỗng từ trên nóc nhà, lệch phía mái sau một chút. Cách, cách, đủ chín tiếng. Ông giáo dừng bút, ngẩng đầu nhìn lên một gương mặt trái xoan chăm chắm nhìn xuống, vẻ hiền dịu qua cặp mắt ủ ê trong lớp phấn trăng xuồng, tuổi chừng mười tám đôi mười. Ông giáo cúi xuống, bình tĩnh khêu cao bức đèn. Lòng chân chính cương nghị giúp ông chấn tĩnh hơn lên. Ông biết đây là một hồn mà, ông đã được nghe kể từ trước. Ông tự đặt nhanh câu hỏi, nhưng hiền hiện để làm gì? ông là người rất tôn kính thần linh, còn những tà ma ông coi là một sự rông dài cợt cỡm không bao giờ đáng để ý. Ông lặng lẽ cầm bút tiếp tục chấm bài. Đột nhiên, một lọn tóc nhỏ xinh, xanh mây thả từ trên xuống mặt tần. Ông lại dừng bút nhìn lọn tóc, định nhặt đưa lên ngọn đèn. Lọn tóc ông vừa cầm lên tay đã biến đầu mất tay ông giáo lưu chặt một mùi thơm dễ hương bài của nước gội đầu. Cái mùi gợi lại tuổi thanh xuân thi cử, có dịp qua lại đầu đó của cửa hàng bán giấy bút, nhớ quên phảng phất đôi lần. Một lúc sau, khoảnh khắc nhanh trồi, thời gian đủ một lần mài mực. Lòng ông giáo đang bừng khuần xe lạnh, cùng với đèn lửa chập chờn Mùi hương bài thơm lạnh từ phía sau lưng ông, đột nhiên ông giáo dùng mình, như có người quảnh quất đầu đầy. Ông giáo đưa mắt sang bên phải, bỗng thấy một bàn tay thanh trắng xanh yếu ớt run run đưa ra trước tần. Sẵn bút, ông vội phẩy tay khoanh mực lên bàn tay. Bàn tay biến mất, rèm ngoài cửa lay động. Ông giáo đặt bút, lòng chơi vơi, lo nhớ nửa vời, lo những điều chưa đáng lo, nhớ những điều chưa đáng nhớ. Ông phàn nàn nếu bản mệnh có tiền oan, ám ảnh hoặc nợ nần phải trang trải cho những điều thất đức nào đó của tiền nhân gánh quả nặng, còn san lại cho lớp hậu kế tử, tôn, ắt đã hiển hiện quả báo trước hết với các bậc anh cha, rồi mới đến bản thân, trải qua bao lần thi cử, có mắc mứu gì đâu. Tất cả đều quang minh chính đại, lẽ đầu phận ưu lạc, đang tìm khuây khỏa cho số phận kém thua lại có chuyện gàng quải trêu chồng ông giáo lại cầm bút lên nhìn ngọn bút đẫm mực phũ phàng mà chạnh thương bàn tay yếu ớt kể từ đêm rằm mưa cuối ngầu giả dích lúc thừa lúc màu gợi lại cảnh éo le thương tâm với lòng người đa cảm cõi sông ngân nước mắt mưa từ chập tối kéo qua đêm càng về khuya mưa càng nặng hạt trong mưa có tiếng khóc như bên trái như bên phải lúc xa lúc gần sâu thẳm lạnh lẽo tưởng như mưa đêm nát giọt trong lòng người trần thế ông giáo nằm dọc kỳ thư bên đội đèn khêu to bà tấc cố quên đi cái hiện tại một mình dấn thân trong man mác nổi chìm mộng lụy đèn tắt lúc nào không biết trong chiêm bào, ông giáo thấy một người con gái, mảnh mai, dáng huệ, mặt hơi gầy, thanh tú, quần lĩnh áo dài, nằm thần, nhũ nghi, đình tím, ngã hoa quỳ, tóc vấn trần, đuôi tóc thừa là phía cổ bên trái, khẽ lay theo tiếng thổn thức, e lệ, chắp hai tay cúi đầu, vái chào ông. Ông giáo khoan hòa, hỏi người con gái về tính danh quê quán người con gái oà lên nức nở giọng thanh nhẹ đứt quãng vừa nuốt nước mắt vừa bày tỏ thưa thầy em là dương thị kim quê ở thu vi miền hưng quảng tỉnh đoài đất nghề đàn hát cha mẹ mất sớm em được người cậu nuôi dạy nghề từ nhỏ lớn lên nhận phách theo đàn đi sướng hát quanh vùng Năm em vừa tròn tuổi 19, trong dịp nguyên tiêu năm ấy, cùng người cậu đến hát ngành xuân trong ngôi nhà họ Trần quyền thế này. Em bị vợ chủ nhà ghen tuồng, nửa đêm sai gia nhân chẹt hầu chôn sống. Thi thể em vùi cạnh phía nam bể nước, gần gốc cây roi tía. Em phận yểu, ngậm oan, bất đắc kỳ tử, một mình bơ vơ đất lạ. Ông giáo nhìn vẻ mặt đầy nước mắt, Ông khẽ lắc đầu thương cảm. Người con gái dùng mình tưởng gieo lời lạc chỗ thảm thiết vật này. Em biết thầy giáo là bậc quân tử, được nghe thầy giảng dạy lời nhân nghĩa của thánh hiền từ ngày chuyển trường về đây, em cầu xin thầy ra tay cứu vớt em. Ông giáo cũng nước mắt lưng tròng, hỏi lại người con gái muốn điều gì, ông có thể giúp được không dám từ nan. Dương Thị Kim đưa tay vút những giọt nước mắt lăn trên gò má, lòng nghẹn ngào chững lại trong cổ không nói lên được trước tấm lòng ưu ái của ông giáo. Phải một lúc sau cô mới thốt lên được. Em xin thầy rủ lòng thương vớt kẻ bạc mệnh được cài cát. Vừa nói, vừa nhìn qua vai trái của mình và cúi xuống thổn thức đứt quãng. Nếu chưa tiện, em xin thầy một lần gọi chính tên em bên gốc roi từ ngày bất hạnh em chưa được một nén nhang cõi âm em đội ơn thầy ông giáo từ tốn gật đầu an ủi và muốn hỏi thêm về những điều mà người làng kháo đồn từ trước nhưng hình như dương thị kim đã biết được ý định ấy nên đã khoanh tay trước ngực hai bàn tay khẽ nắm đổi cánh tay băn khoăn rụt rè nói tiếp thưa thầy nơi đây chỉ mỗi mình em vườn đây gần kề hương lộ những vong hồn xấu xố như em sống vất vườn lấy bóng cây bóng cối làm nơi rừng chân trú ngụ không người đơm cúng năm tháng nhờ bố thí cửa đền cửa phật cùng lứa tuổi cùng cảnh bơ vơ thỉnh thoảng qua đây vẫn tạt vào chị em than thở Dương Thị Kim chưa dứt lời, gà trong thôn gáy rộ. Ông giáo bừng tỉnh. Ông giáo nhớ như im từng lời, từng cử chỉ của vong hồn mà bùi ngùi thương cảm, canh cánh đầy lòng. Ngày bữa trưa hôm ấy, ông giáo kể lại đầu cuối sự việc trong chiêm bao với ông bà Uông. Nghe kể mà gai người sừng sốt, ông bà Uông hỏi lại ông giáo họ tên người bạc mệnh và rồi như giải bày thanh minh với ông giáo rằng ông cũng phong thanh về chuyện ấy từ mấy chục năm trước rằng ông thuộc tộc ngoại không dám tò mò và lại mắt không chứng kiến còn hơi bán tín bán nghi e người không ưa đơm đặt kẻ nói người nghe rồi cũng im lặng muốn nói lên lòng trung thực của mình ông ba uông cứ nhìn ông giáo hai người chỉ thở dài ông Ba Uông lần trong sâu kín về hệ phà bên ngoại, Những biến cố, suy vị, mặt lúc ửng lên, lúc lại tái đi, có vẻ phần nào hổ thẹn bởi sự dây dường mà ông nghiễm nhiên thành một thứ vọng chủ của cái dinh cơ đầy dấu vết thất đức. Ông Ba Uông cảm thấy bối rối trước sự im lặng của ông giáo. Ông mở lời chân tình hỏi ông giáo. Theo ý thầy giáo thì ta nên làm gì? Ông giáo như chợt tỉnh, thì ra ông đang mùi lòng chuốc lụy về giấc mộng, về một con người, về nhiều con người rủi ro trong cõi thác sinh yểu mệnh. Lúc này, ông bà Uông mới nói lên được những lời muốn nói. Phàm ở đời, những kẻ gây thất đức thì không sao trốn chạy khỏi quả báo một tay gây oan dòng giống phải gánh chịu được lời hợp ý ông giáo nói tiếp xưa nay đạo làm người phải lấy nhân nghĩa làm đầu không biết thì chả nói làm gì đã biết được những điều oan khuất mà mình có thể nhúng tay làm phúc thì không được bỏ qua ví như trông thấy người chết đuối đang chới với thì lòng nào dám nhắm mắt làm ngơ những lời trí tình của ông giáo có sức thôi thúc thêm ý định của ông Ba Uông. Hai tấm lòng kết một bàn nhau chọn ngày giờ cải táng nắm xương bất hạnh. Trong việc thu xếp, ông Ba Uông dành lấy tất cả vì nghĩ gia đình rời cho ít nhiều dư dật. Và lại cũng muốn đẹp mắt với ông giáo Và góp phần bồi đắp âm đức cho họ đoàn nhà mình hôm nay và mai sau ông giáo cũng tha thiết được góp phần mua chiếc tiểu sành tuy không nói ra dẫu chưa thành lời đã hàm ý thâm giao để gọi là đáp lại lời cầu khẩn đầy nước mắt một buổi sáng đầu giờ thìn giữa thiên thành bạch nhật ông ba uông bày hai lễ một lễ ở trước sân cung hiến thiên địa thần linh một lễ gần bể nước cạnh gốc roi cho người bạc mệnh lòng ông giáo xốn sàng xúc động, tay run trong ba nén nhang khấn gọi vong hồn. Khói hương chập chờn lội trong gió thu ngan ngát, bên tiếng cuốc sẻng khai quật của gia nhân theo bàn tay chỉ dẫn của ông giáo. Tất cả mọi người đều giật mình sừng sốt, thi thể vẫn y nguyên, nằm hơi nghiêng như đang giấc tà áo dài nhiễu lướt sang bên trái vẫn giữ dáng gió lay trên đường quan lữ thứ gương mặt dịu hiền khiến tất cả mọi người rơi nước mắt ngậm ngùi nuối tiếc người rơi nhiều nước mắt là ông giáo hương ngài ông rút chiếc khăn lụa nơi hoa ướt hoa khô ông thở dài gánh nỗi đau số mệnh hồng nhan khoảnh khắc gió thu ảo quà xe lạnh bỗng thi thể kiều diễm tan đi toát mùi bài oai oải pha mùi rơm dạ nát phải chăng hồn kẻ khuất muốn được sự nhận diện của những con mắt dương thế mới chịu tiêu vong một hài cốt nằm giữa bao lòng thương cảm Già nhân nhẹ tay nhặt bốc truyền quà tay ông giáo ông giáo cẩn trọng xếp vào tiểu sành cải cát và không quên đặt chiếc khăn tay lụa của mình phủ diện vong nhân. Trong lòng ông giáo cảm thấy ba tiếng dương thị kim đang liệng từng vòng hư thực chập chờn quanh quất. Ngôi mộ được ông giáo phân kim theo ý nghĩ, đặt vào một chỗ đất cao nhất trước vườn, đối diện với ngôi nhà, cách lối ra vào một tầm giải yếm. Lòng chịu ưu tư, chuốc tang tóc người giữa đường gặp gỡ, Cuối chiều sau mưa, ông giáo hương ngày kiếm trồng dưới chân mộ một cây hoa dạ hợp, một loài hoa nở về đêm, đài xanh cánh trắng, tỏa thơm lặng lẽ. Ông giáo làm việc hương khói bách nhật siêu sinh. Cứ chiều tắt nắng, ông giáo lại ra mộ, đốt nén hương, cúi đầu nói vào mộ. Tôi chúc em yên giấc đèn hương. Thấm thoát đã qua 49 tuần hương vào giữa đêm thứ bốn chín đêm nguyệt tận của một tháng trời hơi lành lạnh ông giáo cảm thấy nóng ruột bồn chồn người hơi mệt sau bữa cơm chiều hơi muộn với chủ nhà ông trở về trường cũng một đoạn đường ấy mà thấy như xa hơn trước ông đốt đèn khêu to hai bấc lúc nào thì cũng chỉ một mình nhưng đêm nay ông lại cảm thấy vắng lặng còn hơn cả đêm đầu tiên ông đến ngủ tại đây. Tuy về hơi muộn nhưng ông giáo không quên ra mộ đốt bà nén nhang như thường lệ. Ông giáo ngồi cuối mộ, hai tay tì chống vào cằm, hương tàn lúc nào ông cũng không biết nữa, xương lạnh thấm vai áo, ông đứng dậy như vừa bừng tỉnh trong chiêm bào bỗng thấy dương thị kim hiền hiện cũng trong áo dài nhiễu tím thị kim quỳ trước mặt ông cười trong nước mắt giàn rụa hai bàn tay chắp lại mười ngón tay tháp bút vái đủ bốn vái thưa thầy em đội ơn thầy sâu nặng em chả biết lấy gì đền ơn ông giáo mỉm cười vì đã chứng quả chút lòng với người bạc phận ông khuyên thị kim đứng dậy nhưng thị kim vẫn quỳ. Thưa thầy, âm dương cách biệt, hồn em đã được nhập mộ, phần mộ em lại được. Thị kim ngập ngừng e lệ, gân trương. Bốn mươi chín tuần hương, nước mắt. Em xin thầy đừng hương khói bách nhật thêm, bận lòng thầy. Em chỉ ước mong mỗi năm vào tiết thanh minh trên mộ được ba nén nhang để khỏi vắng ông giáo khẽ gật đầu dịu dàng giơ hai bàn tay ra hiệu một lần nữa nhắc thị kim đứng dậy cây dạ hợp ông giáo trồng dưới chân mộ xanh tốt nhiều hoa đêm xuống hương dạ hợp thơm khắp vườn thỉnh thoảng gửi gió vào nhà không tới chỉ thơm thoảng đến đầu góc sân xong mùi hương dạ hợp đêm nào cũng tích thơm đưa vào nhà ngào ngạt hơn cả ngoài vườn từ đấy mỗi đêm đọc xong cổ thi ông giáo đặt mình xuống giường lại văng vẳng bên tai giọng ngâm trong như ngọc ngâm lại những bài ông vừa chọn đọc lúc trước khiến ông giáo cảm mến người trong mộng tất cả những tà áo trong ông giáo kín đáo viết lên chữ kim bằng cuống lá trầu không để giặt không phai từ tiếng ngâm thơ thánh thót đêm nào ông cũng gặp người bạc mệnh hiển hiện bên ông như trần thế bên cánh tay ông du dương điệu cung bắc tỳ bà và cuối cùng là một điệu gửi thư sâu thẳm đắm chìm ông giáo lặng nghĩ phải chăng đây một mối kỳ duyên hương lửa ba kiếp còn hai ông giáo hương ngài quên về hương ngài ông lưu chân nơi đây cho đến ngày trăm tuổi